Nam mô A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Phật. Thưa đại chúng, thầy với đại chúng kết duyên Phật pháp cũng đã 6-7 năm trời rồi, không? Nhưng mà cũng không lưu lại cái gì cho nó có hình ảnh tí. Hôm nay thể theo yêu cầu của Phật tử thì thầy mời bên Sang Hồng Video đến làm cuộn phim để mà chúng ta nghe lại. Lúc giảng rồi chúng ta về chúng ta nghe lại. Mà cái tinh thần á, thì quý vị cứ tự nhiên, không sao cả. Chúng ta ngồi mệt mỏi thì chúng ta cũng có quyền thả người ra, chứ không phải sợ quay phim lên hình đưa lên YouTube rồi mọi người trên thế giới rồi biết rồi. Có chúng ta ngồi chúng ta sợ không sao hết. Nếu ngồi được thì quý vị cứ ngồi cho nó trang nghiêm. Nếu ngồi không được thì quý vị nghe trang nghiêm là đủ. Thưa quý vị, thầy cũng đã từng chia sẻ với quý vị rồi. Tức là ngày xưa đó, Hòa thượng Thiện Hòa đó, ngài có nói như thế này. Học á mà không tu á là cái đãi sách, mà tu mà không học á là tu mù. Thì chúng ta phải vừa học vừa tu. Học để biết phương pháp thực hành, tu là thực hành những điều mà mấy thầy đã từng chia sẻ. Thì quý vị biết chúng ta muốn đi đến đâu thì chúng ta phải biết rõ con đường đến đó, cái đích đến để chúng ta hướng vào. Thôi được rồi cô, không sao đâu, kệ. Để ghế trống nó không biết chừng chư thiên ngồi chỗ đó. Bởi vì quý vị có tin không? Chứ thật ra là vậy. Khi mà giảng pháp á, không phải là chúng ta thì chúng ta nghe người trần mắt thì chúng ta không nghe hấp dẫn lắm. Nhưng mà khi mà ở nơi nào ở chư thiên là họ tu theo cái hạnh Bồ Tát ấy, các vị Bồ Tát á, họ ở trong các cảnh giới khác, khi họ nghe cái tiếng niệm Phật mà chuẩn bị khai mở pháp hội đạo tràng thuyết pháp đó, thì người ta đến người ta nghe. Thành ra đôi lúc biết đâu 1-2-3 cái ghế, cái bùa tọa cụ nó trống ra, biết là để chừa cho chư thiên làm sao, đúng không? Bởi vậy quý vị có hạnh phúc khi mà chúng ta cùng nghe với chư thiên không? Có thì hạnh phúc, cái vỗ tay cái cho nó vui cái. Thấy không?
Nó là vậy, thực chất là vậy. Bởi vì tại sao quý vị thấy không? Tôi nói thật quý vị đó, mấy thầy giảng sư đi giảng có phước lắm chứ không phải không có phước. Do đó vì đâu? Vì khi mà các vị chư thiên họ nghe, họ cảm được cái pháp mà quý thầy chia sẻ, thành ra họ phát tâm hộ trì, thành ra họ mới chỉ các mạnh thường quân tới để ủng hộ, đúng không? Đại, nó là vậy đấy chứ không sao đâu. Thành ra bởi vậy tôi nói thật quý vị, cho tôi thích đi giảng hay là thích đi đám. Vừa đôi lúc này đi tới quý vị ngồi chia sẻ quý vị nó sướng hơn, để truyền bá cái chánh pháp gì hơn. Có một số Phật tử á hỏi tôi lâu nay là tôi tại sao tôi giảng, đôi lúc họ nghe cũng được mà tôi không đưa, không quay phim, không đưa lên YouTube. Thì tôi nói thế này nè, pháp tôi mình là kỳ giảng sư thuộc dạng giảng sư miệt vườn, không có chuyên nghiệp, thành ra với lại không có dám đưa lên trên đó. Thì có một số Phật tử cái con nghe thầy giảng cũng được lắm, mà thầy giảng con nghe khác với mấy thầy khác nhiều lắm, mà sao thầy không đưa lên? Tôi kêu thôi đưa lên làm chi nha, bởi vì cái duyên người này người nào thì người đó nghe. Mình đôi lúc họ mình đem tới cho của những người không có duyên mà họ mở đầu nghe, đôi lúc họ chán, thành ra nhưng mà hôm nay là duyên hội đủ ha. Một lần thì cái nhân duyên chỗ nào, nhân duyên là như chẳng hạn tôi gặp cái anh Việt của video Sang Hồng này nè, Sang Hồng video này nè, là một lần là tôi đi giảng dùm, giảng thế, thì từ đó là cái duyên. Và từ buổi hôm đó bữa nay là làm cái đĩa này, nếu làm đĩa này là làm đĩa thứ ba rồi đây. Thì mong rằng nếu mà bà con chỗ nào nghe chúng tôi mà giảng nó hay đó, thì quý vị vỗ tay cho nhiều chút. Để vì nếu đưa lên YouTube mà nếu mà chúng ta có lượng nghe người ít quá thì họ gỡ và bỏ xuống, họ không để tồn tại Mà không tồn tại thì nhiều người khác, những người sau không có cơ duyên nghe, nghe những cái điều này thì là nó rất là lợi ích cho chúng ta nếu chúng ta biết nỗ lực tu tập. Thưa quý vị, thì mục đích của chúng ta đó, vô chùa là tu tập giải thoát, tìm cầu giác ngộ, đúng không? Tìm cầu giác ngộ. Mà chúng ta ít ra đó, chúng ta học giải thoát theo ai? Theo Phật và Bồ Tát. Theo Phật và Bồ Tát thì chúng ta phải biết các ngài đi trước, các ngài đã giác ngộ cái gì? Giác ngộ cái gì? Để chúng ta mới học theo mà chúng ta giác ngộ, đúng không? Chứ không thì chúng ta ngay giác ngộ, chúng ta cứ cái gì ngộ chúng ta giác thì nguy hiểm vô cùng, đúng không? Giác ngộ, trước hết chúng ta phải hiểu chữ giác ngộ là gì. Giác là hiểu rõ, giác là hiểu rõ. Ngộ là nắm bắt, như nắm bắt trong tay vậy, hiểu rõ như nắm bắt trong tay vậy, nên được gọi là giác, giác ngộ. Chúng ta đó hiểu Phật pháp không? Có. Chúng ta nghe mấy thầy giảng chúng ta có hiểu, thậm chí mấy thầy cũng hiểu, nhưng mà cái hiểu của chúng ta chưa được gọi là giác ngộ được, chúng ta mới hiểu thôi. Bởi vì chúng ta hiểu ở đây rồi tập chiều đi về, chúng ta ra khỏi cổng chùa Bảo Ân, chúng ta gửi hết lại cho ông thầy giác trí đúng không? Thành ra đó, thì hôm nay chúng tôi mới nói với quý vị như thế này, nếu mà được á thì chúng ta sẽ học lại. Học lại gì? Học lại là 8 điều giác ngộ của Bậc Đại Nhân. Thành ra cái chủ đề hôm nay chúng tôi muốn đến chia sẻ với quý vị đó là các Bậc Đại Nhân đã giác ngộ những gì. Đây, mình á, mình tới mình học. Học ai? Học các Bậc Đại Nhân. Đại Nhân là gì? Đại Nhân là gì? Rất là đơn giản, đại là lớn, nhân là người, đại nhân là người, người lớn, đúng không? Người lớn ở đây không phải người lớn là to 100 mấy chục ký, mà người lớn ở đây tức là lớn về nhân cách, lớn về phẩm hạnh. Đấy mới được bậc là gọi là bậc đại nhân. Chứ có mấy cái thằng lực sĩ to tổ đùng nhưng mà mình ra ngoài đường mình cũng gặp nó, mình cũng cái thằng không hả? Đúng không? Chứ mình đâu có gọi là tiên sinh. Đấy. Tiên sinh là mình tôn trọng những người, những bậc gọi là sanh trước mình. Họ
mà họ đã sanh trước mình, tức là họ hiểu biết hơn mình, nên gọi là tiên, tiên sinh. Như vậy đại nhân tức là những bậc, những con người, người lớn. Những con người lớn đó là những con người có tầm hiểu biết sâu, sâu rộng. Vậy đại nhân đó họ giác ngộ những gì? Đức Phật nói như thế này trong kinh Bát Đại Nhân Giác: nếu được đó thì chúng ta sẽ làm tới 8 cái đĩa, tức là giảng hết kinh Bát Đại Nhân Giác. Bởi vì bữa hôm nay mà giảng một bữa thì không thể hết hết điều đó đâu. Do đó mà nếu mà hôm nay nó có duyên, chúng ta sẽ bắt đầu từ kinh Bát Đại Nhân Giác, thì chúng ta phải giảng học liên tục một năm như vậy mới hết. Thì Bát Đại Nhân Giác, bát là 8, nhân đại nhân là bằng người, người lớn, giác lại hiểu. Nói giác đó là giác, nói cho đủ là giác, giác ngộ. Đó là điều, cái này được chư tổ tập lại thành thành kinh, được gọi là kinh Bát Đại Nhân Nhân Giác. Đó là 8 điều giác ngộ của bậc đại đại nhân, nên gọi là Bát Đại Nhân Nhân Giác. Thấy chưa? Ngay từ các chữ đầu kinh đà mình đã thấy nó hai rồi, đúng chưa? Thì Đức Phật mới nói thế này: vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, nhất tâm tụng niệm Bát Đại Nhân Nhân Giác. Nếu là đệ tử, cái câu đó có nghĩa là thế này: nếu là đệ tử tử Phật thì ngày đêm sáu thời thường luôn nhớ đến tâm niệm 8 điều giác ngộ của bậc đại đại nhân. Thì hôm nay chúng ta học sẽ học điều thứ nhất: đệ nhất giác, giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Đại, cái mà bậc đại nhân đó họ giác ngộ cái gì? Họ giác ngộ cái là thế gian này là vô thường. Chúng ta có thấy thế gian này vô thường không quý vị? Có không? Có không? Nói lại cái cho coi, có không? Có. Chắc không? Vô thường, đã là vô thường sao lại còn giận nhau? Đã là vô thường sao còn giành giật nhau? Đã là vô thường sao còn tranh đấu, giằng xé nhau? Này, thấy chưa? Chúng ta nghe, chúng ta thấy, chúng ta biết rằng thế gian này là vô thường. Nhưng chúng ta biết qua gì, điều gì quý vị biết không? Kinh sách. Đại, cái điều quan trọng nhất là chúng ta biết kinh Bát Đại Nhân, biết là thế gian này vô thường là qua cái điều mà các bậc thánh nhân đã dạy. Biết thế gian vô thường là mình biết thôi, chứ mình chưa thực sự sống với cái thế gian vô thường này. Mặc dù nói rằng chúng ta đó là đương sống ở thế gian này vô thường. Chúng ta thấy cái gì vô thường? Thân có vô thường không? Thân này có vô thường không? Có không? Có. Không vô thường sao mắt em xanh biếc kia bây giờ mờ đục, đúng không? Tóc em đang bây giờ bạc trắng, da ngày xưa em căng mọng bây giờ lại nhăn nheo, đúng không? Nếu thân không vô thường sau ngày xưa hàm răng em trắng mút, bây giờ từng chiếc rụng về với đất mẹ thân yêu, đúng không? Đúng không? Thân vô thường, đúng không? Nếu thân là vô thường là nó như thế. Nhưng mà chúng ta thấy, mỗi lần chúng ta thấy nói rằng răng rụng cũng lâu, đúng không? Nhưng mà chúng ta không thấy mấy bữa nay trái gió trở trời, trời đương nắng ấm, bây giờ trở qua lạnh, chúng ta nghe sao? Nghe cơ thể nhức mỏi, ể ỏi vô cùng. Đấy, vô thường nó đến với chúng ta trong từng sát na. Nhưng mà chúng ta nó thì sống bỏ qua hết, không thèm nhớ đến ý niệm vô thường.
Chúng ta chỉ biết rằng khi đói, khi sáng ta ăn là nó no, trưa không kịp ăn là nó đói. Nhưng chúng ta chỉ biết là không ăn là nó đói, chứ chúng ta không biết là đây là triệu chứng của vô thường. Bởi vì khi mà chúng ta ăn vô thì cơ thể chúng ta nó đầy đủ cơm cháo ở trong này, là chúng ta không có nghe đói. Mà tới khi mà chúng ta đó tới trưa rồi, nó tiêu hóa hết rồi, thì chúng ta mới nghe nó đói. Như vậy là chúng ta biết thân này là gì, là vô thường. Nhưng chúng ta biết, chúng ta nghe ông thầy, bữa nay ông thầy ông nói, chúng ta nói là vô thường, chứ thực ra chúng ta không biết. Bởi vì chúng ta là gì quý vị biết không? Chúng ta là tiểu nhân, chứ chúng ta là đại nhân. Đại nhân là hằng biết thế gian này là vô thường. Thế gian này là gồm cái gì? Thân chúng ta nè, tâm chúng ta nè, thế giới bên ngoài nè, đúng không quý vị? Có một nhà triết học người phương Tây đã từng nói rằng không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Mà nếu như tôi gần gũi đây mà tôi nói vô thường thì nó là không ai ở hai lần trên một ngôi nhà. Quý vị tin nổi không? Nhà tôi đây mà mới sáng tôi đi ra đây, giờ tôi vô đâu? Tại sao thầy nói là không ai ở hai lần trên một ngôi nhà? Bởi vì nhà mình buổi sáng nó khác mà buổi chiều nó khác rồi. Có thấy nó khác không? Sáng ra lau nhà nó sạch sẽ, đi trước khi đi lau nhà nó sạch sẽ, về cháu ngoại nó chơi nó xả tùm lum tà la, đúng không? Nghe tới cháu ngoại cháu nội là khoái lắm. Đúng chưa? Đấy. Thì như vậy cái nhà nó khác, tất cả mọi nhà nó khác hết. Khi chúng ta đi, mới cái đóa hoa hồng nó vừa hé nụ thôi. Mà bây giờ mình về nó nở rồi. Đấy. Hoa cũng vậy, hoa hậu sáng mình chưng lên thì tươi. Bây giờ hậu sáng là nhà hoa tươi, bây giờ là nhà hoa héo. Như vậy nhà mình có khác không? Nhà mình buổi sáng đã khác buổi trưa. Đấy. Như vậy không, tôi nói quý vị nè, nói không quá khi nói rằng không ai ở trong một ngôi nhà quá hai lần cả. Chỉ một lần thôi, một lần bước ra là vô là lạ khác rồi. Này, vô là ra là vô là khác. Thậm chí chúng ta đương ở đó, cái nhà của chúng ta cũng đương chuyển dịch khác. Có gió, đúng không? Gió, làn gió này nó đi qua thì làn gió khác nó mới tới. Như thế thì vô thường nó luôn luôn hiện hữu trong thế gian này. Nhưng mà chúng ta có chịu không? Không chịu. Nên cha cháy khóc, mẹ cháy khóc, chồng cháy khóc. Mà chồng cháy còn khóc dữ hơn cha cháy nữa. Thiệt. Bởi vì sao vậy? Bởi vì cha già cha cháy, còn chồng còn trẻ mà, đúng không? Chồng cháy còn trẻ đó. Do đó quý vị biết như thế đó, là chúng ta đó, thấy rằng biết các bậc đại nhân, các ngài thấy giác ngộ, tức là họ hiểu rõ thế gian này nó vô thường kiểu như thế nào. Như hồi nãy giờ chúng tôi chưa phải là bậc đại nhân, nhưng mà chúng tôi cũng giác ngộ hơn quý vị một tí, đúng không? Thành ra nếu như tôi không chỉ ra thì quý vị có thấy cái nhà mình vô thường không? Có không? Có nghĩa là hồi nãy giờ thầy chỉ ra rồi mới ấy, cái này gọi là ăn cắp bóng quyền rồi. Đúng không? Hồi nãy giờ thầy không chỉ thì quý vị đâu nghĩ tới vô thường. Nhưng mà khi mà thầy chưa nói tới vô thường thì quý vị cũng không nghĩ tới vô thường. Này, thành ra cái vô thường nó hiện hữu trong cuộc đời này, nó liên liên với nhau. Nhưng mà chúng ta không hiểu được, không nắm được. Nên chúng ta luôn luôn là tiểu nhân, không phải đại nhân. Thậm chí chúng ta đem hoa lên, chúng ta cúng cho Phật, đem hoa lên chưng trên bàn Phật, chúng ta nghĩ cắm hoa cho Phật, đúng không? Chúng ta nghĩ cúng hoa Phật, đúng không? Ai cũng nghĩ cúng hoa cho Phật. Nhưng mà cúng hoa cho ai? Phật bằng tượng gỗ có ngắm không? Không. Ai ngắm? Mình, đúng không? Mình ngắm hoa mình sẽ thấy điều gì? Đẹp,
Nhưng mà bậc đại nhân họ ngắm hoa, họ sẽ thấy vô thường. Vì bữa hôm trước tôi đã giảng cho quý vị nghe rồi, đúng không? Cuộc đời như thể là hoa, sớm còn tối mắt nở ra rồi, rồi tàn, đúng không? Như vậy khi chân hoa lên là mình đương đem lên một ý, đương cái pháp, mình chuyển dương cái pháp vô thường để mình nhắc nhở mình. Khi mình chân hoa là mình đương nhắc nhở mình. Có như vậy thì chúng ta dần dần mới ra khỏi sanh tử được. Thế chứ? Thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt, hư ngụy, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tạo, như thị quán sát, tiệm ly sanh tử. Nếu cái vô thường này nó xảy ra thường xuyên như thế, mà chúng ta luôn luôn quán sát đúng như vậy, thì chúng ta dần dần ra khỏi sanh tử luân hồi. Khi chúng ta ra khỏi sanh tử luân hồi thì lúc đó chúng ta là gì quý vị biết không? Chúng ta là bậc đại nhân, đại, thấy chưa? Có vậy đó mà cũng chúng ta chưa giác ngộ được. Thế gian vô thường, mới nói một cái gọi là thế gian vô thường thôi thì chúng ta đã thấy rồi. Thế gian này nó vô thường, tất cả mọi thứ đều vô thường, pháp vô thường, thân vô thường, tâm vô thường, pháp vô thường. Tất cả cái thế gian này nó đều theo một cái quy luật thành trụ hoại không. Còn chúng ta nó là sanh lão bệnh tử. Đấy. Thành thử thế gian này nó là vô thường. Mà khi chúng ta chịu khó quan sát như vậy đó, thì ai mà chịu quan sát như thế này thì người đó dần dần ra khỏi sanh tử. Như hôm trước tôi đi giảng ở trên chùa Bửu Quang, tôi nói là cái giảng đề tài là hoa bất tử. Họ nghe họ tôi tới cái cơ duyên cái chùa Bửu Quang đó, nó khi trên bàn tiếp khách đó, nó có cái chậu hoa, mà chậu hoa bất tử của Đà Lạt á, cái sẵn ra đem lên đó. Cái họ cứ tưởng là tôi giảng về cái hoa đó, nhưng mà ai ngờ họ không biết là tôi giảng qua cái hoa sen, ý nghĩa hoa sen. Tức là ai tuân thủ được đức tính của hoa sen, người đó sẽ trở thành bất tử. Mà bất tử tức là không chết, mà muốn không chết là vô sanh. Như vậy Đức Phật cũng dạy thế này, chúng ta thường thường quán sát như vậy thì sẽ ra khỏi sanh tử, ra khỏi sự sống chết. Do đó chúng ta cần phải học cho nó kỹ nha. Bài này là bài giáo lý đó nha. Chứ để rồi kêu mấy thầy nói gì đâu, không, tụi con đâu có biết kinh sách gì đâu. Thì hôm nay tôi chỉ cho quý vị nghe giáo lý đường hoàng đó nha. Bát đại nhân giác, tức là tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Đây. Như vậy nè, chúng ta thấy nè, Đức Phật dạy thế gian vô thường, quốc độ nguy thí. Quốc độ nguy thí. Quốc độ là gì? Quốc độ là gì quý vị biết không? Quốc độ tức là đất nước. Đất nước này, nguy thí là đất nước rất là nguy thí. Ở đây ý nó là nó giòn vỡ như là thủy tinh vậy đó. Nó giòn vỡ như thủy tinh mỏng vậy, bóp vô cái nghe rộp đấy. Đó gọi là nguy thí, nó dễ vỡ như vậy đó. Đất nước, họ cái sợ đất nước dễ vỡ. Mà mình ra thực tế, đừng có nói chuyện là cái mà ý tưởng đất nước nguy, đất nước đây nó là, có phải là cái đất nước Việt Nam của chúng ta là hình chữ X này nó dễ vỡ không? Không phải, không hẳn là như thế. Mà ý nói đây là những cái chế độ, những chế độ chính trị rất là dễ sụp đổ. Nó dễ sụp đổ ở chỗ này là ý là dễ thay đổi. Thay đổi như chẳng hạn, ví dụ chẳng hạn mình nói đất nước mình thì dưới sự lãnh đạo của đảng, thì 5 năm có một lần họ đại hội, thì một ông lên là đưa ra một chủ trương, thì chủ trương chính sách nó thay đổi theo từng năm tháng, nên gọi là giòn vỡ. Không có một chính sách nào kiên định cả. Không có chính sách nào từ trước đến giờ 100 năm nó tồn tại cả. Không có một chế độ nào tồn tại cả 200-300 năm hết. Rất ít, có nhưng mà rất ít.
chỉ có đất nước ta thời Lý và thời Trần là thời đại mà Phật giáo là quốc giáo, tất cả người dân theo tinh thần của đạo Phật, thì đất nước chúng ta lúc đó mới tồn tại trên 200 năm. Vào thời Lý 200 năm, thời Trần 240 mấy năm. Đó là thời Lý và thời Trần. Thì chỉ có cái thời đại đó nó mới tồn tại lâu như vậy. Chứ còn thời đại nào chúng ta nói thế nào, quý vị thấy không? 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, 20 năm, 100 năm đô hộ giặc Tây, 20 năm nội chiến từng ngày, gia tài của mẹ để lại cho con. Đấy, cái bài hát của Trịnh Công Sơn đó, thấy chưa? Đấy, quý vị thấy, nó rất là giòn vỡ, rất là dễ thay đổi. Do đó cái không có một cái chế độ nào mà nó tồn tại mãi được. Không có một chủ trương, không có một chính sách nào mà nó tồn tại mãi được. Như chẳng hạn hồi xưa, ví dụ chẳng hạn chúng ta ngày xưa thời năm 75 tới 81, chúng ta sống trong cái thời kỳ gọi là thời kỳ bao cấp, nhà nước cái gì cũng lo phân phối hết, thì chúng ta sống thế nào? Tới khi mà họ thấy bao cấp không được, họ mới bắt đầu mở cửa kinh tế thị trường, thì nó mới ảo vô. Bây giờ chúng ta mới tiếp tục bắt tay, họ gọi là bắt tay hội nhập, bắt tay vào với các nước trên xã hội. Như vậy là tất cả các thể chế chính trị, tất cả các chủ trương đường lối, bất cứ một nhà nước hay hai nhà nước, bất cứ đất nước nào, cái chế độ chính trị họ cũng luôn luôn thay đổi, nên gọi là dọn nguy, quốc độ nguy, nguy thí. Nhưng mà ở đây muốn nói với quý vị, tại sao nói thế? Để chúng ta giác ngộ chỗ nào? Tức là bữa nay họ thay đổi kiểu này, mai họ thay đổi kiểu kia, thì chúng ta đừng có bực mình. Đấy, chúng ta đừng có bực mình. Đấy, như chẳng hạn thế gian, hiểu được thế gian là vô thường, thì khi vô thường tới, chúng ta mặc nhiên. Chúng ta mặc nhiên đón nhận nó. Như chẳng hạn nhà chúng ta đương ở, tự nhiên nó cháy, chập điện nó cháy, thì chúng ta biết là thế gian này là vô thường, không có cái gì tồn tại mãi, thành ra nhà cháy nước trôi, chuyện bình thường. Đấy, bởi vì của này là, quý vị biết của này là của mấy nhà? 5 nhà, đúng, giỏi. Nhưng mà với mình, của này của ai? Đấy, của này của ai? Của mình, đúng không? Miệng thì nói của này là của 5 nhà, nhà lửa, nhà nước, nhà trà lửa cháy nước trôi. Nhưng mà ai đụng vô của mình thì biết liền đúng không? Anh em cũng có thể chém chặt nhau. Đó, mình học, sở dĩ mình học vô thường là mình biết nó thay đổi, mình không sợ hãi. Mới đạt đến tinh thần vô úy. Nó vô thường, mình biết nó, hiểu rõ nó, thì khi nó vô thường, mình không bị khổ đau. Đấy, thành ra nếu mình không khổ đau, mình sống thảnh thơi, nhẹ nhàng, thong thả, thông dong tự tại, thì mình là cái gì? Là bậc đại nhân, đúng không? Nhưng mà chúng ta không chịu. Chúng ta nói nhà này là cha mẹ chúng ta để lại, thành ra phải ăn đồng chia đủ. Nhưng mà làm sao mà chia được? Chia không được bằng cái cách là chia dọc, chia không chia, chia dọc không được, chia ngang không được, bằng cái cách là bán chia. Do đó, chúng ta phải biết rằng bậc đại nhân giác ngộ hiểu rõ, bậc đại nhân hơn chúng ta là chỗ đó. Hơn ở chỗ chúng ta là họ hiểu rõ và họ không bị chi phối. Không bị chi phối bởi vô thường. Còn chúng ta đó thì luôn luôn bị chi phối. Đức Phật dạy, kẻ nào nói đây là nhà ta, đây là ruộng vườn của ta, đây là vợ ta, đây là con ta, đây là chồng ta, kẻ đó ngu si không thấy được đạo. Mà không thấy được đạo thì là sao? Thì luân hồi sanh tử. Thấy được đạo thì thông dong tự tại, giải thoát an nhiên, rất là đơn giản. Nhưng do đó chúng ta không phải gọi là gì? Chúng ta biết nhưng mà không gọi là giác ngộ là chỗ đó. Giác ngộ là họ sống chết với cái lý tưởng đó. Còn chúng ta không sống chết với lý tưởng đó.
Chúng ta biết, chúng ta nghe nói thế gian là vô thường, nhưng mà khi cái vô thường nó tới thì chúng ta khổ, khổ đau vì chúng ta không chấp nhận. Sở dĩ đó chúng ta khổ đau không phải do vô thường, mà do chúng ta, cái tâm lý chúng ta là không chấp nhận vô thường. Thấy chưa? Vô thường ở chỗ nào? Sanh, già, bệnh, chết. Tóc ta mới đang đó, bây giờ nó bạc rồi, bạc quá, nhiều quá, sợ, không chấp nhận nó, không chấp nhận tóc bạc, thành ra mới đi nhuộm cho nó đen trở lại. Đúng không? Cái này bình thường. Đấy. Thì tóc nó phải trải qua giai đoạn như vậy. Da của mình nó cũng phải trải qua giai đoạn như vậy. Hậu đầu thì nó xù xì, mới ra con nít nó xù xì. Tới khi cái tuổi mà cái tuổi dậy thì bắt đầu làn da nó căng bóng ra, đầy đủ hấp dẫn. Vậy là tới khi mà da mình nó bắt đầu tuổi qua tuổi xế chiều rồi, bắt đầu nó nhăn nheo trở lại, răng nó bắt đầu lung lai, răng chúng ta lung lai vài ba cái thấy xấu quá, cái đi trồng răng giả, đúng không? Đấy, dạng đó. Thành thử chúng ta đó là biết vô thường, nhưng mà chúng ta không chấp nhận vô thường. Không chấp nhận vô thường, do đó chúng ta mới khổ đau. Cái còn gì? Hoa tươi thì chưng, hoa héo thì đem bỏ. Nếu chúng ta biết được, như làm được như vậy thì chúng ta rất là thoải mái, rất là hạnh phúc, không có gì phải trở ngại cả. Nhưng mà lỡ như chẳng hạn, tôi nói rất đơn giản, chân mới chân mình hoa lên, lỡ đi ở đây đâu công tác 2-3 ngày, về chú tiểu quên không đổ nước vô, tiếp nước cho nó vô, cái bình hoa nó héo là chú tiểu bị ăn đòn, đúng không? Ăn đòn ở nhà sao làm gì không có, không chịu chăm nước vô để hoa nó héo, mới đây mà héo rồi. Vì sao vậy? Vì mình không chấp nhận. Chứ còn mình đã nói, mình đi ra mình nói rõ ràng, cuộc đời như thế là hoa, sớm còn tối mắt nở ra rồi tàn, nở ra rồi tàn. Thành thử đó, chúng ta đó, khổ là do đó. Như chẳng hạn, cái chế độ quốc độ nguy thí, khi chúng ta hiểu được quốc độ nguy thí, thì chế độ thay đổi, mình vẫn sống an nhiên. Chứ không phải có nhiều người đó, ví dụ chẳng hạn, thời kỳ sống ở thời kỳ quốc gia, sống sung sướng gì không biết, nhưng mà qua chế độ của cộng sản thì không chịu được, bắt đầu nổi lên chống cộng. Nhưng mà chúng ta biết đây là chuyện đương nhiên, hết quốc gia rồi tới cộng sản, việc đó là chuyện đương nhiên, không có gì phải trở ngại hết, mình biết, thành ra mình chấp nhận sống. Chứ dĩ nhiên mình không chấp nhận với giới đó, có những cái điều kiện là họ trói buộc quá, nhưng mà cái đó là cũng bình thường, bởi vì tất cả mọi thứ rồi nó cũng đau cũng vào đó hết, không có gì hết. Nó mọi thứ nó đều trở qua, nó biến đổi, không có gì, mình đừng lo. Chứ thời gian nào nó, ví dụ chẳng hạn tôi nói thời xưa, thời của ngài Mai Thúc Loan, khi mà bị quân Tống sang xâm lược nước ta, khi mà hầu đầu nó mới xâm lược thì nó chưa gì hết, mà tới hầu nó áp bức nhiều quá chịu không nổi, thì họ dân ta mới đứng dậy đấu tranh đuổi quân Tống ra khỏi bờ cõi, trở lại độc lập tự do, bình thường thôi. Như chẳng hạn quân nhà Hán qua xâm lược nước ta, đàn áp nhân dân ta, đưa ra chế độ hà khắc, thì bà Trưng Trắc, bà Trưng Nhị đứng lên khởi nghĩa cũng đuổi quân Nam Hán về. Thành ra nó, cái chế độ nó không bao giờ tồn tại mãi mãi. Thành ra chúng ta không có lo gì cả. Việc luôn luôn, hồi nãy giờ đó, thầy thắp đàn cho quý vị mà quý vị không chịu đưa đàn lên cho thầy mồi, mà quý vị lo đi thắp cái đàn này không hay à? Thấy chưa? Tôi nói có một lần tôi đi cái chùa đó, chùa đó thì họ hay đốt đàn cầy. Thì tới hôm đó ông thầy trụ trì đó, ông mới đi, ông mới nhờ tôi ở lại coi giùm cái chùa. Thì Phật tử mới đề nghị tôi cũng đem vía Quan Âm cũng đốt đàn cầy. Tôi kêu thôi, mấy bữa nay là thầy giảng thì đốt cho quý vị đèn nhiều lắm rồi, họ không biết đèn gì. Cái đèn đốt, bây giờ tôi đương đốt cho quý vị nè. Đương đốt đèn cho quý vị nè, thấy chưa, cần gì cái đèn này? Cái đèn này nè, mình mồi được nè, mình mới ra khỏi sanh tử nè, thấy chưa?
Còn cái đèn đó, đó là nó theo vô thường. À, vậy đó mà bây giờ mình cứ đầu tư vô mình không chịu, à, mở cho được thôi, mở cho được để quay vô phim cho nó đẹp. Đó, rồi cuối cùng tác quạt hết răng. Đó, nó rất là đơn giản cái chuyện hiện thực thôi. Thấy chưa? Đó, hồi nãy mở đèn đó, bây giờ tắt luôn hai cái đèn đó rồi, thấy chưa? Tấu thui thấy không? Rồi. Bởi vậy mà cái này nó vàng ha, tôi chê quý vị đừng có la nha. À, mình đi chùa nhiều là mình phải để ý nha, ông thầy ông mở chỗ nào ha. Chứ hồi nãy giờ tôi thấy là cả chục người rồi lên ta xuống lên xuống lên xuống mà ấy. À, cầu dao. Đây, bảo cái tôi nói thế này nè. Đèn trí tuệ lu mờ không đốt, cớ sao em đi đốt đèn cày? Em càng đốt thầy càng say. À, nhưng mà thôi cái câu này không nói nữa ha, nói đụng chạm. Đấy, thì nó là như thế. À, cái đàn với trí tuệ đây nè, đi về đường chúng tôi đương mồi, đương đốt cái này quý vị nè. Quý vị mà ngồi lắng nghe đó là đương đốt đèn của chính mình lên đấy. À, để quý vị hiểu là vô thường là như thế nào. Vô thường nó như thế đấy. Nhưng à, chúng ta học, chúng ta biết vô thường để chúng ta lần lần ra khỏi sanh tử. À, biết vô thường bởi vì vô thường là chuyện đương nhiên, thành ra vô thường đấy chúng ta không khổ đau. À, chứ không phải là biết vô thường để rồi đi nói dốc với người ta kìa. Ô, ông thầy giác trí ông nói là thế gian này là vô thường nha, vô thường nha. Mình nói với họ vô thường nghe, mà mình khi mà vô thường đấy mình vẫn khổ đau. Do đó khi mà mình hiểu rằng thế gian này là vô thường, do đó khi thế gian này biến đổi mình không bị phân tâm bởi nó. Đức Phật nói quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì chưa tới. An trú trong hiện tại, hạnh phúc chính là đây. Đây. Còn chúng ta nó thì sao? Chúng ta nghĩ tới thế gì? Thế thời, cái thời đại của chúng ta là quá khứ là một cô gái hồi đó, ít ra cũng là hoa khôi của trường nữ sinh Gia Long, ha, nữ sinh Đồng Khánh, ha, vân vân. Bây giờ ai ngờ bây giờ nó teo tóp thế này. Đấy, ta nói dạng vậy là chúng ta khổ. Ha. Hồi xưa thì chân chúng ta đi một ngày không biết bao nhiêu, gánh đậu hũ đồ đi bán, gánh xa xoa đậu hũ rồi đi bán, kiếm cơm nuôi con nuôi cái, đứng không biết bao nhiêu cái máy giày, chạy qua chạy lại không biết bao nhiêu con thoi. Mà bây giờ sao nó nhức mỏi quá, bởi vì nó vô thường mà. Nhưng mà khi nhức mỏi mình để mình thoang trời trách oán, đại thì như thế là mình bị gì, mình là tiểu nhân, không phải là đại nhân, không hiểu được giá trị của vô thường. Thực ra nó vô thường nó cũng đem lại chúng ta khổ đau, nhưng vô thường nó cũng đem lại cho chúng ta hạnh phúc. Nếu không vô thường, một đứa bé vừa đẻ ra có 2,5 cái, cứ 2,5 cái miết là chịu nổi không? Không nổi đúng không? Đấy, thành ra khó vô thường, thành ra nó mới lớn lên chứ. À, nếu không có vô thường thì làm sao có gió mát được, không có không khí luân chuyển làm được, sao được? Không khí mà nó đứng nguyên một chỗ, chúng ta có chịu nổi không? Không nổi. Thành ra vô thường cũng đem đến khổ đau, mà vô thường cũng đem đến hạnh phúc. Do đó, vô thường kệ mặt. À, chúng ta chỉ nhìn nó mà thôi. À, chúng ta chỉ nhìn nó, chúng ta biết nó, và chúng ta không bị nó chi phối. Nên gọi là chúng ta không còn bị sanh tử chi phối. Thì là tiệm ly sanh tử là vậy. Dần dần ra khỏi bến sanh tử luôn hồi. Quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không. Thân mình là gì? Thân mình là thân tứ đại. Nhưng mà nó có thiệt không? Không thiệt. Nên gọi là tứ đại khổ không. Nhớ nha, bữa nay học là rắn giác ngộ luôn nha. À, 8 điều giác ngộ đặc biệt nhân. Hôm nay học rắn một tiết là phải giác ngộ cho được một điều nha. À, giác ngộ cái thứ nhất là thế gian vô thường rồi, đúng không? Cái thứ hai là quốc độ nguy thí, tức là các chế độ chính trị, xã hội luôn luôn thay đổi. À, rồi cái mà điều thứ ba này nữa nè là tứ đại khổ không. Tứ đại là chỉ cho gì quý vị không? Chỉ cho thân của chúng ta, thân của chúng ta được gọi là tứ đại. Tứ đại tức là cái gì quý vị không?
đất nước gió, gió lửa, đúng không? Thì giáo lý là một bữa nay hỏi tứ đại mà đếm không được là ăn đòn ha, đúng không? À, mới đi thành phố thì tôi thấy thi thành phố lên Facebook đưa lên quá trời mà không biết giật giải nhất giải nhì gì không biết, mà thấy cứ đi thi là đưa lên đấy giờ đất nước gió, gió lửa, quý vị thấy không? Đất bí nước nó có hòa hợp không? Nước lỡ bờ bao không? Đây lỡ sao mà lỡ vô mấy cái đề bờ kè mới vừa nghiệm thu xong, bờ kè nước lỡ vô thấy trong đó không có trụ cột bê tông, trong đó toàn cát không, còn trụ đổ đà nó thì không có đổ bê tông, không có cốt sắt, không có mấy cột bê tông không. Bởi vậy chúng ta ăn gọi là ăn tới tận mạng, đúng không? Bởi tôi nói quá đã bờ kè cả mấy cái số bỏ ra mấy ngàn tỷ mà chơi vậy, bây giờ thôi của thiên trả địa. Đấy, bây giờ nó ông trời ông vỗ vô cái ông trả ra đấy, đất ra đất, cát ra cát, nước ra nước, đúng không? Bây giờ những cái người mà ăn trong đó bây giờ đường rung đó, đường rung đó, mình không ăn mà đâu có rung đâu, đúng không? Thành ra đó quý vị biết như thế đó, thân tứ đại của chúng ta đó, đất nước gió, gió lửa. Lửa thì xung khắc với nước, khi mà cơ thể chúng ta đó mình lửa nhiều thì chúng ta sao? Ấm tráng, đúng là phát sốt, đúng không? Nếu mà gió nhiều thì chúng ta bị gì? Bị nhức mỏi tùm lum, muốn hết nhức mỏi thì phải làm gì? Cạo gió ra, đúng không? Chứ gì nữa, nói vậy thôi, rất đơn giản, đúng không? Khi mà bây giờ tôi hỏi quý vị nè, rất là đơn giản, thấy không? Chúng ta đó bị cơ thể chúng ta là đất nước gió lửa, như vậy thừa một chút cũng không chịu được, mà thiếu một chút cũng không chịu được. Sức môi thì lo đi giá lại cho đầy, đúng không? Đó, nếu có một cát mà nó lỡ nó mặc trên mặt thì sao, là cục dư đó, mặt thì sao, phải lo đi giải phẫu đi cát, đúng không? Đó, dư cũng không được mà thiếu cũng không được, chịu không nổi tất cả mọi thứ. Nhưng mà nó thường là như thế, thường thì nó chống trái lẫn nhau, đất nước gió lửa nó chống trái lẫn nhau. Nhưng mà chuyện chống trái là chuyện bình thường. Còn chúng ta nó khi mà nó chống trái cái nó thì chúng ta than thở, trời ơi trời, trời gì mà chuyển làm cho cơ thể nó nhức mỏi chịu không nổi. Trời sao không chuyển được, nó đã vô thường mà. Nắng lạnh, nắng mưa là bệnh của trời, ghét thương là bệnh của nhớ thương là bệnh của người xa nhau, đúng không? Hay là nhớ thương là bệnh của người khi yêu, vân vân. Thì cái chuyện đó, gió mưa là chuyện của trời mà. Thành ra nắng hôm nay nắng, mai gió, mai mưa. Thì cái chuyện của vũ trụ này nó thay đổi. Thì mình vậy mà mình cứ ra than, trời ơi bữa nay trời trở, nhất mình chịu không nổi. Đấy. Như vậy đó, chúng ta luôn khổ đau khi thân tứ đại này nó chống trái lẫn nhau. Nhưng mà nó có thật không? Bởi vì tứ đại này vốn không thật. Nếu như chúng ta nói rằng thân chúng ta là đất nước gió lửa, là thân tứ đại đất nước gió lửa, vậy chúng ta đem cái hộp quạt ga lên, đúng không? Đem cục đất lên, đem cục nước lên, đem cái quạt lên, để đó thổi gió vô cục đất đó, tưới nước vô cục đất đó, quạt lửa vô cục đất đó, đất nước gió lửa, cái hộp vậy có thành thân không? Không. Thành ra cái thân này nó giả hợp. Do đó chúng ta biết giả hợp thì chúng ta đừng có tiếc. Khi nó đủ duyên thì nó hợp, khi nó hết duyên thì nó tan, chuyện bình thường. Thân tứ đại, ngũ uẩn, thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã. Ngũ ấm, thân mình là còn gọi ngoài là ngoài thân tứ đại còn được gọi là thân ngũ ấm. Ngũ ấm tức là năm thứ tập hợp trở lại mà thành cái thân của chúng ta. Sắc thọ tưởng hành thức. Thấy chưa, bữa nay nhờ học giáo lý mà biết nói ngũ uẩn là biết thọ, sắc thọ tưởng hành thức. Nói vậy tôi thấy nếu như mà tôi
làm trên thành phố là một năm tôi phải thi, cho thi 40 lần vậy đó. Cháu thấy không nhờ, nhờ học á, nhờ đi thi đó, nhờ không đi thi thì không chịu học. Bởi vậy tôi kêu ráng à, phải mấy ông thành phố mà tổ chức cho nhiều á thì chắc là mỗi lần tôi giảng là quý vị lắng nghe lắm. À, bởi vì ông ít giảng, ông ít tổ chức, thành ra khi nào mà thi đầu mà không biết mới té ra phải về phải học lại, phải hỏi là ông thầy giảng trí mới được. Thấy chưa? À, chứ lâu nay đâu có hỏi tôi thế nào là tứ niệm xứ đâu, đúng không? Đâu hỏi thế nào là tứ đế đâu. À, như vậy đó, chúng ta trở lại vấn đề thân này là thân ngũ, ngũ uẩn. À, ngũ uẩn, ngũ uẩn dai, dai, dai không. Tức là nếu cái thân này mà sắc thọ tưởng này nó kết hợp trở lại đó, thì chúng ta mới tồn tại. Nhưng mà cái thân tụng uống sắc, sắc thì đi sắc, thọ thì đi thọ, tướng thì đi tướng, hành thì đi phần hành, thức thì đi phần thức, thì chúng ta sao? Gọi là ngũ mã phanh thai. Không có gì nữa, đúng không? À, rất là đơn giản. À, cái năm cái này mà nó tụ lại một chỗ thì trưởng gọi là thân ngũ, ngũ uẩn. Năm cái này nó đi năm hướng. À, ngũ mã phanh thai thì chúng ta không đòn gì hết, đúng chưa? À, nói thì nó nghe ghê gớm, đúng không? Nhưng mà nó là vậy, nó vốn là không thật. À, ngũ uẩn, à, tứ đại khổ không, ngũ ẩm, vô ngã, bởi vì nó không thật, không có một chủ thể nhất định. Nhưng mà mình sao? Ai gọi tới Đức Hương à, là biết liền. À, ai ta gọi tới là Đức Liễu, là Đức Liễu mô Phật liền. Bởi vì mình biết mình đây là cái thân này là mình cứ nghĩ là Đức Liễu. Nó là dạng vậy. Nhưng mà cái này là gọi tạm đặt, tạm xài đủ, xài chơi vậy thôi. À, cái này tất cả mọi thứ mượn cảnh giả mà xài chơi trong cái cảnh mộng này thôi. Chúng ta sống đương trong cảnh mộng này. À, thành ra cụ Thanh Từ mới nói là mượn cảnh mộng gá thân mộng. Này, dạo cảnh mộng. Cái cảnh này là mộng hết. Thành ra thân ngũ uẩn chúng ta là giả, giả hộp. À, ngũ uẩn vô ngã. Sanh diệt biến, biến dị. Tức là sanh rồi diệt. Nó luôn luôn thay đổi một cách khác thường. Nó không có đồng nhất trước sau. À, nhớ nha, bữa nay học là bữa sau, mai tôi mốt tôi cho tổ chức thi đó nha. À, chứ bữa năm nay thầy ơi, 5 điều giác ngộ, 8 điều giác ngộ, con không thuộc điều nào hết trơn là thua nha. Nhớ nha, bữa nay về đó là chịu khó mở, nếu mà ấy thì mở cái đĩa lại nghe lại nha. Cái mình nghe nè: vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, nhất tâm tụng niệm bát đại nhân giác, đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát, tiệm ly sanh, sanh tử. À, đệ nhị giác tri Phan nói tới ha, mình mới nói đệ nhất giác ngộ đây hả. Thì chúng ta biết ngũ uẩn là vô ngã, sanh diệt biến dị, tức là cái sanh và cái tử nó thay đổi liên tục, không có dừng nghỉ, tức là không có dừng nghỉ. Cái cuộc sống này quý vị tưởng tại sao chúng ta tu không? Bởi vì thế gian này nó không dừng nghỉ, thành ra chúng ta phải dừng lại. Quý vị, tôi hỏi quý vị nè, trong hai trận đấu, ví dụ một trận chiều nay là tối nay có bóng đá này, đúng không? À, nếu như chẳng hạn á, cầu thủ chạy vậy, cầu thủ có biết mình chạy không? Biết mình chạy, nhưng mà không biết chạy rất là nhiều người chạy không biết đụng ai vô ai hết. Nhưng mà cái anh đứng ngoài này nè, anh mới biết, anh trọng tài biên là anh chạy lên thì xuống, anh mới coi, anh mới canh. À, anh định xuống cái là biết việc vị. Chứ nếu không thằng cầu thủ đâu biết mình việc vị đâu. Như thế đó là dừng lại một chỗ để quan sát. Tâm mình phải dừng lại để quan sát. Đây. Do đó khi mình học điều này rồi thì mình đừng có lăng xăng nữa. Đây. Cái căn bản là chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị một điều là khi chúng ta biết được thế gian là vô thường, quốc độ là nguy thí, tứ đại là khổ không, sanh diệt,
ngũ ấm vô tứ đại khổ không, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tẩu tẩu, như thị quan sát, tiệm ly sanh tử. Khi mà quý vị biết nó chạy chạy thì mình muốn quan sát nó thì mình phải dừng lại. Do đó chúng ta phải xếp chân ngồi thiền, xếp chân lại niệm. Niệm Phật là vậy. Khi niệm Phật, khi ngồi thiền, chúng ta quan sát tới tâm mình nó diễn biến như thế nào, tâm mình nó tham như thế nào, tâm mình nó sân hận như thế nào. Khi nào biết cái tâm mình sân hận, mình ngồi cái mình nghĩ cái con mà nó giật nợ mình, cái mình ngồi mình nghĩ chạm hậu đầu, cái cục tức nó ở dưới chỗ bộ, chỗ rúng này nè. Cái sao sao lên tới đây, tới đây, tới đây, cái mình quan sát mình thấy cái nó lên tới miệng, cái mở miệng ra chửi, cái đồ mất dạy đó, là như vậy đó. Chứ không gì đó, khi mình ngồi mình chỉ chịu khó thì mình mới quan sát được. Còn mình không chịu khó, mình không quan sát thì mình không có làm chủ được các pháp, không làm chủ được tâm mình. Mở miệng ra chửi, mở miệng ra nói bậy là do đâu? Là do mình không làm chủ được ý thức. Bởi vậy quý vị biết Phật hơn mình cái gì không? Biết không? Biết chết liền. Đúng không? Phật hơn mình cái là Phật biết. Cái dòng suy nghĩ của Phật tới đâu là Phật biết tới đó. Nên gọi cái dòng suy nghĩ mình tới đâu mình biết tới đó, được gọi là gì quý vị biết không? Biết không? Đó là chánh, chánh niệm. Niệm là nhớ nghĩ, mà cái dòng suy nghĩ mình nó đi tới đâu mình theo dõi, mình biết nó tới đó. Thành ra khi mà mình nóng giận, mình suy nghĩ được, mình biết nó tới, mà cái nóng giận đó mà nó có thể là làm cái nguồn cơn để sinh ra là chém giết lẫn nhau, thì mình dừng nó khi nó chưa sinh ra, chưa động tai động chân, cơm sôi bớt lửa. Cơm sôi bớt lửa đã dặn như vậy. Ví dụ dân hai vợ chồng đương gây gỗ với nhau, nhưng mà mình bữa nay mình học được cái pháp quán này rồi, thì khi mình bắt đầu mình quán mình thấy bây giờ mình đương nói chuyện vậy, đương chọc ổng dặn, ổng đương dặn vậy đó. Nếu như mình chửi, bây giờ mình đương hậu đầu mới về, em anh ha, anh bữa nay sao anh không đem tiền lương về ha, dạng vậy. Bữa nay ông đi làm cuối tuần rồi, tiền lương ở đâu? Ổng nói hậu đầu em thông cảm với anh, tiền lương chuyến này là ông chủ ông chưa ý đưa, ông nói xạo, chuyển qua tông thấy nha. Hậu đầu là anh tiền lương đâu anh, cái ổng cái tiền lương ông chủ chưa đưa, ông nói xạo, lại chuyển qua một tông thấy nha quý vị nào. Chuyển qua tông ổng cái tao nói thiệt, hậu đầu em ơi ông chủ ông chưa đưa, nhưng mà cái ông nói xạo cái là cái tao nói thiệt đó. Bắt đầu nó lên. Nhưng mà nếu như mình dừng lại, mình quan sát thì mình sẽ biết cái độ nóng giận của mình nó tới chỗ nào. Thấy cái tông mình nó tao mày tao mi tới rồi là bắt đầu chuẩn bị tới là dép bay, bí đũa bay, muỗng bay rồi đó. Thì chúng ta dừng lại trước khi hiện tượng đã xảy ra. Như vậy là chúng ta mục đích chúng ta tu là vậy chứ không có gì hết. Mục đích chúng ta tu là chúng ta học để chúng ta đạt được cái điều đó. Thì á, quý vị thấy không? Chúng ta học, chúng ta biết tứ đại là không thật. Thành ra nó có trở mình thế nào, nó có già, có yếu thế nào thì mình cũng thấy bình thường. Đấy. Còn mọi việc nó chuyển biến, sắc thọ tưởng bữa nay ăn cơm, bữa nay ngon, mai dở là do cái gì quý vị không? Do cái cảm thọ của mình. Như chẳng hạn ai mà sốt rét là biết liền, ăn cơm vô miệng nó đắng ngắt, ăn cái thứ gì cũng không ngon hết trơn. Hồi xưa đói lắm, trời ơi dễ gì có mâm, dễ chứ có thịt có cá ăn đâu. Nhưng mà khi sốt rét rồi nó, bà già bà mua thịt bò bà làm tái, ăn gì mà thịt bò bữa nay sao đắng ngắt. Là vì sao? Vì cái miệng mình nó đắng. Mà mình nói khi mà bực mình như vậy, ăn tới thịt bò mà cũng nghe đắng ngắt. Mà như vậy đó là do cái tâm mình, do cái thọ của mình nó không có. Thành ra tôi nói chuyện ngày xưa chứ không phải chuyện bữa nay đâu nghe quý vị. Cái ông thầy cũng nói chuyện ăn thịt bò hả? Nói chuyện ngày xưa rõ ràng, đính chính rõ ràng, đừng để hiểu lầm hả? Nói chứ không, tôi nói thật chứ, ngày xưa cái gì không ăn được đúng không? Thịt bò, mâm cái, thịt heo, cái gì cũng có hết trơn đó. Tôi nói thật quý vị, nói thì họ không tin. Chứ bây giờ tới cái mùi mâm cái đến bây giờ cũng còn nhớ mà. Nhưng mà mình không chịu nhớ thôi. Còn bây giờ hồi xưa đó, bây giờ thì mình ăn không quen nữa, mình nghe cái mùi mắm cái nó ghê,
Chứ ngồi xưa mà nghe cái mùi mắm cá là đói bụng liền. Tôi nói thật chứ. Bởi vậy có cái câu là học trò mà học trò bà cơm kia canh chưa chín lại à, nhà mô ra gì đó à, là đi ngang qua nhà người ta, đi học về đi ngang qua người ta, ngang người ta khử dầu phụng lên, người ta bỏ con mắm vô, người ta chiên mắm kho khô á à, làm cái xèo bỏ muối tiêu vô nữa đúng không à, tôi nói thật chứ. Cô Diệu Đắc cái này đều biết, biết rõ đúng không? Tự nhiên là nước miếng nó chảy ròng ròng liền chứ à, đó là thọ đấy à. Thành ra nhưng mà nó có rồi nó không, thành ra gọi là ngũ ấm vô ngã à. Sanh diệt biến, biến dị, hư ngụy vô chủ, tất cả mọi thứ đều không có chủ thể à. Thế gian này nó diễn biến không bao giờ có một chủ đích nào cả, nó diễn biến rất là bình thường, nó muốn gì đó nó muốn gì đó muốn, đây là lẽ tự nhiên à. Đó quý vị thấy, đó là lúc ví dụ chúng ta bây giờ chúng ta trồng cái cây lên, chúng ta trồng cái cây lên, trồng cái cây rau lên, chúng ta nghĩ là bây giờ, tôi nói thật quý vị, tôi rất là ức thích ăn cái loại bầu mà ngoài quê mình nó bầu, trái bầu dài 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 vậy đó nha. Ở trong này thì nó có giống bầu mà tôi không có mua. Tôi điện về quê tôi nói mẹ, bà gửi vô cho tôi ít giống bầu, không? À, ít hạt bầu giống để tôi tỉa. À, tôi trồng thấy hơi vậy đó. Sáng nào thấy bắt đầu nhú mầm lên là bắt đầu thấy ghiêng rồi. Tướng ngồi đó mới bắt đầu tưởng tượng là tương lai là Tết này là bầu của mình, dòng bầu của mình đó, nó thả trái thàm 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 xuống. Trời ơi, chắc cô Diệu Đắc cô lên cô chụp hình hoài đây. Chứ sao thấy cảnh nhớ quê mà đúng không? Nhưng mà dài mỗi bữa thấy nó lên chút rồi, cứ ngày mai ra coi ốc mà nó cán ngàn trở kìa. Tức không? Tức ghê lắm chứ. Tôi nói thiệt, bản thân quý vị không biết tu sao cho tôi tu 30 năm rồi tôi cũng còn tức con ốc ma nữa. Mình nó lên như vậy, nhưng mà như vậy thế, tức là không có cái gì mà nó theo cái ý tưởng của mình cả à. Bởi vậy bây giờ đó, tôi trồng nó còn sót lại mấy cái dây bí đao. Bí đao tôi không biết sao, tôi nói thiệt quý vị á, tôi cũng ấy lắm. Ngạc cái là tôi á, lúc nào cũng thích đồ của ngoài ai chê thì tôi chịu à, tu dỗm tôi cũng chịu, chứ tôi là thích ngoài đồ ngoài quảng nam không à. Bí đao trong này bí xanh trắng tròn nhỏ là tôi không ưa ăn, mà tôi ưa ăn cái trái bí đao ngoài quê vậy đó, nó cứng nhai, nó giòn vậy, nó đã nha. Thành ra bây giờ mà mai là tôi trồng á, cái dây bí đao, mấy dây bí đao nó còn lên đó, bởi vì cái dây bí đao nó hôi à, con ốc ma nó không có cắn à, thành ra nó còn à, bí đỏ cũng có bí đa à. Thì nhưng à, mấy cái máy nhưng mà cái miếng đất con bàn bằng tay mà đủ bí đo cũng rồi, bí đỏ rồi, vậy là chúng ta tham quá rồi đúng không? Đó, chúng ta khi mà nó thay đổi như vậy, nó chuyển dời như vậy, chúng ta không bị nó chi phối. Mặc dù đó quý vị thấy không, ráng mà nhờ học Bát Đại Nhân Giác này mà thành ra con chóc ốc ma nó cắn cái dây bầu của tôi một cái ha à, cắn đứt ngang cái dây bầu đó, tức thì tức nhưng mà biết rồi thôi, cái chuyện này bình thường, bởi vì mình cũng làm cái chuyện khác, còn con ốc ma là nó ăn cái đó là thức ăn của nó. Mình còn ngọn lúa đương lên mình cũng cắt ngang mình ăn mà được không, bông rau muốn đương lên mình cũng cắt ngang ngọn đọt mình ăn vậy, thì mình con ốc ma nó cũng vậy thôi, có cái là nó không trồng còn mình trồng. Nhưng mà nó cũng đang đổ thừa được, đất là của nó mà mình đâu à, bởi vì nó ở dưới đất mà, thành ra nó quyền nó lý luận à. Thành ra làm thế nào đó để chúng ta hiểu được là thế gian này nó thay đổi biến đổi, thân tứ đại của chúng ta là không thật à, giả mà còn khổ nữa à. Có ai mang thân này mà không khổ không? Có ai trong này nói với thầy là năm nay con 80 tuổi rồi, 70 tuổi rồi, chưa một lần nào bệnh không? Có không? Không bao giờ có chuyện đó cả, đúng không? Không bao giờ có chuyện đó cả. Thành ra thân này là gì? Thân này là khổ. Thân này là khổ. Tứ đại khổ, khổ không. Thân này là khổ. Mà chính tâm nội tại của nó cũng đưa đến khổ rồi, chứ không phải là đợi mà ấy mới khổ.
À, đi ra mà da mình đương da trân thịt liền, đụng xe cái trầy da tróc giải, đau không? Đau. À, đầu trở trời nhất, đúng không? À, chân giò trở trời nhất. À, tối phải bắt con bố, bác kéo nội, dụ cho nội, nè con lên con bóp giò cho bà nội, chút bà nội cho con 20 ngàn đi chơi điện tử. À, thì nhưng mà nhớ dụ gì dụ chứ đừng dụ nó đi chơi điện tử nha. À, bây giờ cái hiện tượng mà chơi điện tử bị tâm thần phân liệt nhiều lắm nha quý vị. À, tôi nói có cái chú Tiểu đó. À, có chú Tiểu ở chùa mà rồi cái sư cô đó mới Tiểu này Tiểu Nico. À, không biết cứ điện tôi, sư phụ ơi, không biết cô này có bị ma nhập hay sao mà cô nói cái gì con nghe sáng sáng sáng. À, à, cái mà con đi học hoài, cô ở nhà, cô ở trên phòng, cô không à, cô không có gì tiếp xúc với ai. Cái bữa đó tôi xuống, tôi kêu thôi được rồi, để đó sư phụ xuống coi thử thế nào. Tôi xuống tôi nói, tôi hỏi sao tình hình cái dạ, nó vô ở nhà là nó ở chùa là nó ở trong phòng không à. À, mà ăn đầu nó múa giỏ. Nó múa giỏ. À, cái nó, tôi nói chuyện với nó chạp, tôi kêu thôi rồi, con bé nó bị tâm thần phân liệt rồi. Chứ không có ma quỷ nào nhập hết trơn á. À, vậy là con á, là sử dụng điện thoại ngày 6 tiếng phải không con? Dạ. Dạ, sử dụng điện thoại ngày 6 tiếng. À, rồi bởi vì ngoài lúc ăn ngủ với tụng kinh không là lên trên phòng dở điện thoại ra. Hậu đầu thì kêu học nhưng mà sau rồi dở ra game ghiết đồ này nọ khác cái bị chi phối. Rồi cuối cùng là sống cái cảnh ảo đó cứ tưởng ta là Trương Tam Phong. Múa thái cực quyền. Vậy là chỉ múa đẹp lắm nha. Ờ, chị ta múa đẹp lắm. Múa giống như là thái cực quyền vậy đó. Nhưng mà cứ tưởng là ta là Trương Tam Phong không à. À, thành ra tôi mới kêu thôi, không có phải là ma nhập, quỷ nhập gì đâu. À, cái này là bị Internet nhập. À, thành ra bây giờ là chỉ có cách là đi xuống, không ông thầy nào chữa được hết, chỉ có là bác sĩ chợ quán chữa thôi. Đi về. Tôi nói vậy cái ngay lập tức buổi sáng đó nó chở cái con bé đó đi xuống bệnh viện chợ quán. Cái chiều về nó gọi, trời ơi sư phụ, sư phụ không phải là bác sĩ mà sư phụ nói y chang à. Tôi kêu trời ơi cái bệnh này bệnh thời đại mà. Chẳng qua là sư phụ nắm bắt thời đại thôi. À, thành ra là quý vị cần phải nhắc nhở con cháu đừng có để nó chơi điện thoại nhiều quá, nguy hiểm lắm quý vị. Thà nó khóc, thà tôi nói quý vị nghe, thà nó khóc nó la gì đó mình la rầy nó, chứ cứ vỗ nó khóc, nó thấy nó khóc cứ đưa điện thoại cho nó chơi, nguy hiểm vô cùng. Nó quan nó nhiễm lúc nào không hay, lớn lên mắt thì đuôi, đầu thì khùng khùng dở điên gì đó, nguy hiểm lắm. À, à bây giờ chúng ta trở lại vấn đề. À, chúng ta tới trao đổi với nhau là tới là sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên. À, tâm thị ác nguyên tức là tâm của là nguồn ác, nguồn đấy là cội nguồn của ác. À, hình vi tội tẩu, thân là rừng tội, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Thân à, tự tâm thị ác nguyên, tâm là nguồn ác. Như vậy tâm ta có ác không quý vị? Có không? Nói ai nghe trong này tâm ai không ác, đưa tay lên coi. Tôi nói thật chứ đây nè, thấy ác chưa? Thấy chưa? Tôi nói thiệt chứ quý vị biết không, tôi cũng còn ác. Tôi nói thiệt, ác còn ác, không những ác mà còn cũng ác. Bây giờ nói rất là đơn giản, bây giờ nói để quý vị thấy mình còn ác không nha. Cái cô đó ha, cô là bạn mình nha. À, cô đi á, với đơn giản thôi, mình Phật tử nè, mình vô chùa mình đi lâu năm rồi ha, vô chùa đi lâu năm rồi, nhưng mà ăn đầu cô Phật tử cô đi xa mình mà cổ vô cổ cứ kể để đi sát ông sư phụ, mình có bực không? Có không dám nói chứ bực lắm. Tôi nè đứng mới đứng ăn đầu cổ cứ rỉ ông thầy qua này chụp hình, rỉ ông thầy qua kia chụp hình, còn mình thì không được chụp kéo ông thầy không làm lơ, bực không? Có bực không? Bực. Con gì đâu mắc nết à, khi mà nói con gì đâu mắc nết là tâm mình sao mới nở khởi lên, bởi vì tâm mình coi
của họ rất là xấu, xấu xa. Khi mà tâm mình của họ xấu xa thì mình thế nào? Mình cũng xấu rồi. Do đó tâm thị ác nguyên ở đây tức là, bởi vậy quý vị biết không, mình dễ bị đánh lừa chính mình. Đức Phật dạy Đức Phật dạy như thế này: này các vị tỳ kheo, này các vị tỳ kheo, nhớ nha, tỳ kheo chứ không phải là các vị Phật tử nha. Này các vị tỳ kheo, các vị chớ vội tin cái tâm của các vị. Khi các vị chưa chứng được quả A-la-hán, khi lậu hoặc chưa được đoạn tận, tức là khi chúng ta chưa chứng được quả A-la-hán, quả A-la-hán là quả cao nhất trong tứ quả thanh văn. Nhưng mà quả A-la-hán mà Đức Phật nói rằng chứng ba cái quả kia rồi, Tư Đà Hàm, A-na-hàm, Tư Đà Hoàng, nhưng mà chưa chứng được A-la-hán là cũng chưa chắc. Chưa chắc. Chớ vội tin các tâm vị của các vị, khi trước các vị chưa chứng được quả A-la-hán, các lậu hoặc chưa được đoạn tận. Khi mà các lậu hoặc, tức là các phiền não tham sân si của chúng ta chưa được gạt bỏ hết, thì tâm của chúng ta còn có thể khởi sanh ác. Nhưng mà nói như thế này thì nó đúng hơn nè. Hồi xưa con cũng ác lắm. Ngày xưa con cũng ác lắm. Nhưng ngày nay con bớt ác rồi. Thì nó đúng hơn. Ngày xưa đó, thì con cho họ mượn 100, con lấy lãi 150. Nhưng mà ngày nay thì con nghe thầy giảng rồi, của tiền là Phật phù du, thành ra hôm nay con cho họ mượn 100, con chỉ lấy 120 thôi. Đấy, nó là vậy. Có ác bớt xuống, nhưng mà bớt ác còn hơn là còn nguyên si, đúng không? Cái ác của mình nó phải vô thường mới được nghe quý vị. Nhưng mà phải vô thường theo chiều hướng giảm, chứ đừng vô thường theo chiều hướng tăng. Cái đừng để học cái bà đó, bà đi chùa xong bà càng ngày bà càng đi chùa, bà cần giữ là nguy hiểm vô cùng, đúng không? Thành ra mình phải càng tu thì cái ác của mình nó càng bớt xuống, cái thiện của mình nó càng ngày càng nâng lên. Ví dụ thế nào là thiện nâng lên mà ác bớt xuống? Ác bớt xuống là hồi xưa đó, mình cho họ mượn tiền, mình phải nhìn họ có trả được không mình mới cho mượn. Mình nói là mình đi tu tập Phật Bồ Tát rồi đó, nhưng mà họ mới tới mượn tiền mình, mà mình nhìn họ có trả được mình mới cho mượn, chứ không phải vì cái cảnh họ ngặt nghèo hay không cho mượn. Người làm thiện đó là nhìn họ đương ngặt nghèo thật sự thì mình cho mượn. Còn cái người đó mà cũng tốt đấy, nhưng mà phải nhìn tới họ có khả năng trả được hay không. Đấy. Thì chỗ này đó, là thầy nói quý vị nghe là như thế, thì cái người thiện là nó hơn nhau chỗ đó. Thành ra nhìn cái chỗ họ như thế nào để mà mình cho mượn. Còn như chẳng hạn ví dụ làm thiện là khi bây giờ hồi đó thì mình đi chùa, mình nghe ông thầy ông nói làm từ thiện, bữa nay cúng chùa chỗ này, mai đốt chung chỗ kia, mốt cứu trợ chỗ nọ. Hồi xưa mình cúng có 500 thôi, bây giờ mình làm thiện hơn chút mình cúng 1 triệu. Đó là cái thiện mà nâng dần lên, cái ác mình bớt dần xuống. Nói như thế không phải là tôi ví dụ cụ thể này để cho quý vị dễ nhìn thôi, chứ không phải là biểu quý vị làm mỗi ngày phải cúng cho nhiều. Bởi vì càng già thì tiền đâu càng nhiều đâu, cả hồi trẻ nó còn tiền nhiều, còn đi làm đi lụng được còn tiền, chứ còn già con nó cho mấy đồng mấy cát vừa đủ đi xe ôm, chứ lại đấy đâu mà có tiền nó cúng nhiều, đúng không? Nhưng mà có nghĩa là cái mức độ của mình với lòng thành kính của mình làm tất cả. Do đó nó quý vị cố gắng làm thế nào phải biết rằng tâm mình là cái gốc mà sanh ra mọi cái ác, tâm thị ác, ác nguyên, tức là đầu nguồn là do nó cả. Trong các pháp tâm dẫn đầu, tâm làm chủ, nếu nói năng hay hành động với tâm ô nhiễm thì quả báo xấu sẽ đi theo chúng ta như bánh xe lăn theo con chân con bò kéo. Tâm trong các pháp, tâm làm chủ, tâm dẫn đầu, nếu nói năng hay tạo tác với tâm thanh tịnh thì quả báo tốt sẽ theo ta như bám với hình. Như vậy chúng ta biết tâm mình là ác thì mình đề phòng cái tâm ác của mình, đừng để cái ác nó trỗi lên. Có như vậy
Thì cái thân của chúng ta, thân là rừng tội, hình vi tội, tội tảo, tức là thân này là một rừng tội. Có phải rừng tội không quý vị? Có không? Miệng chúng ta là cái gì? Miệng chúng ta là cái cửa của lò sát, sát sanh. Cái lò mổ, đúng không? Chúng ta không biết nhai, không biết bao nhiêu rồi, không biết bao nhiêu xương gà, xương heo, xương trâu, xương bò, xương chó, nó theo cái miệng chúng ta đi vô rồi. Như vậy, cái này mình nó thật chứ. Như vậy, thân của chúng ta, chưa nói tới sát đạo dâm vọng. Chưa nói tới, bữa nay ít thời gian quá không dám nói. Nói tới là sợ là bể xô ha, là nó bể thời giờ. Thành thử nó quý vị á, phải biết rằng chúng ta nó phải đề phòng, biết cái tâm mình là ác, biết cái thân mình là tội. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, chúng ta nó khi bệnh chúng ta uống gì? Uống thuốc. Uống thuốc đó thì cái con vi trùng đó nó xem chúng ta là cái gì, là thức ăn của nó. Mà uống thuốc thì sao? Uống thuốc thì diệt nó, đúng không? Diệt nó để sống, nội chừng đó thôi. Nội cái chỗ là đói ăn rau đau uống thuốc thôi, là chúng ta đã thấy tội lỗi trên cái thân của chúng ta rồi. Chứ đừng nói chúng ta vì vinh thân phì gia của chúng ta mà làm ra không biết bao nhiêu điều tội lỗi. Do đó chúng ta cần phải biết hiểu được như vậy, thì chúng ta dần dần ra khỏi sanh tử luân hồi. Cho nên Đức Phật nói rằng, vi Phật đệ tử thường ư trú dạ, nhất tâm tùng niệm bát đại nhân giác, đệ nhất giác ngộ thế gian vô thường, quốc độ nguy thí tứ đại khổ, khổ không ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, tâm thị ác nguyên, hình vi tội tẩu, như thị quán sát tiệm ly sanh tử. Nếu là đệ tử Phật, ngày đêm phải nhất tâm niệm tám điều giác ngộ của bậc đại nhân. Thứ nhất, giác ngộ thế gian là vô thường, quốc độ, đất nước là giòn vỡ, quốc độ nguy thấy tứ đại, thân tứ đại là khổ không, ngũ ấm là không có chủ thể nhất định, ngũ ấm vô ngã, sanh diệt biến dị, sanh diệt thay đổi liên tục. Đấy, liên tục. Đấy. Giống như là pin energizer gì đó, hồi đó nó quảng cáo pin đó, liên tục vậy đó. Sanh diệt biến dị hư ngụy vô chủ, sự thật sự giả đều không có chủ thể nhất định. Thành ra đừng có vướng bận làm chi. Đấy. Tâm thị ác nguyên, tâm là nguồn ác, thân là rừng tội. Nếu ai biết quan sát như vậy thì lần lần ra khỏi sanh tử luân hồi. Đây, chúng ta cố gắng biết như vậy để dần dần ra khỏi sanh tử luân hồi. Mục tiêu của chúng ta cuối cùng là gì? Mục tiêu đi tu của chúng ta cuối cùng là gì? Là ra khỏi sanh tử luân hồi. Vậy mà chúng ta phải cố gắng. Vậy nên chúng ta phải cố gắng tâm niệm luôn luôn những điều giác ngộ của bậc đại nhân. Mong rằng nếu kỳ sau chúng ta có khả năng nữa, chúng ta có đủ điều kiện nữa, thì chúng ta sẽ làm tiếp điều giác ngộ thứ hai, đúng không? Do đó hôm nay thầy giảng như vậy, quý vị nghe có hiểu không? Hiểu được không? Hiểu được là tốt. Hiểu thôi chứ chưa giác ngộ, đúng không? Bởi vì chưa giác ngộ đâu, kể cả tôi đây cũng chưa giác ngộ, tôi mới tìm hiểu thôi. Bởi vì chúng ta chưa sống được với nó như thế, thành ra chúng ta cẩn thận. Do đó một lần nữa mong rằng tất cả chúng ta đều là những người đệ tử Phật, ngày đêm chúng ta cố gắng nhớ đến lời Phật dạy về những điều giác ngộ của đại nhân. Mong rằng tất cả chúng ta cố gắng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thank you.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư